là người ta nói là nghe Minh Khang hát như là phải uống một cái ly rượu vang và nghe anh hát những cái bài như vậy mới thấm. Thì em chưa uống rượu nhưng em đã thấy thấm rồi. Uống rồi em không hiểu anh hát cái gì. Anh xin phép quý vị cho Trang một phút thôi. Một em gặp cô gái này là cái show lần trước quý vị đó, bằng lần trước quý vị đi thì em với Lan biết nhau và anh em có một cái hiểu lầm với nhau, chúng tôi phải kinh khủng lắm. Nhưng mà sau đó thì khi mà Khang làm việc với Lan đến San Diego, quý vị, we are in San Diego right now. Mà khi mà Khang bước vào, Khang thấy cái chương trình bắt đầu, Khang thấy đèn đầy, Khang thấy tất cả những cái photo booth, everything. She bring the best, she brought the best for San Diego. Mà cái không khí buổi tối ngày nay, những bộ đồ quý vị mặc, quý vị đến đây để mình cùng chia tay năm cũ và mình chào đón một năm mới. Khang tưởng là Khang đang ở trên Orange County. Even Orange County ngày nay có 8 show countdown mà đây all show down. Nhưng mà Khang bảo đảm với quý vị không có cái show nào đẹp như cái show buổi tối. Cho nói tiếp. Khang đang ngồi định gọi Lan đến để khen và để chửi. Tại vì cô bé này là không có lần nào lời hết. Mà Khang ngồi đó thì Khang nghe Lan chia sẻ trên sân khấu, có thể đây là show chó phải chia tay với quý vị. Và Lan sẽ làm ở những cái small scale. Thì anh rất là buồn, anh có nói với Lan ơi sao anh không nói chuyện với anh. Tại vì khi mà Khang hát xong cái show này last year là Lan book Khang luôn cho tới năm nay. Và quý vị biết ca sĩ đó, cái mùa, cái nhất là cái ngày mà New Year Ship á, ca sĩ nào đi show hết. Khang nói em, nếu mà em book dù anh như vậy, có thể quý vị không đến vì anh nữa. Em có cái sự lựa chọn khác, tại sao em giữ anh làm gì, trong khi anh có cả chục người gọi anh có thể đi chỗ khác. Nhưng mà làm nói không sao anh, tại vì em thương anh, em book anh. Hoặc là cái hôm đó, cái hôm mà nó book nó say quá. Nhưng mà anh cảm ơn em. Anh đại diện cho tất cả các anh chị em ca sĩ đứng trên cái sân khấu này và nhạc sĩ đứng trên sân khấu này, cảm ơn em ở San Diego mình, tại vì bố mẹ Khang ở đây. Dân OC nói mình nhà quê, nhưng mà ngày hôm nay OC mới là nhà quê. Mà cho bó tay cho cái show này, nói chuyện quá tuyệt vời. Cái điều theo bắn khói lên tùm lum tà lai, chút xíu nữa là nó bắn lửa luôn á. Rồi còn có dancer nữa quý vị, dancer đến từ Hollywood. Quý vị ơi,